đời lắm lúc mang đến nỗi âu sầu. Bên nhà gông buồn với những tháng năm dài, bao cô đơn trong lòng đời đau nhức thấu cay đắng cho tình. Đời là những lúc khi ta không còn nhau nữa, mà tình thì lắm lúc mang tiếc nuối ban đầu. Nói chẳng nên lời những ước muốn cho người, ôi cơn đau trong lòng tình sẽ hút thấu chua xót cho đời. Tình đời là thế đó mang rất nhiều thương đau, mà ngày nào hơn ngay chưa biết đến. Ok, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay em sẽ giới thiệu với tất cả anh em một cái con Aiwa CAW5. Thì trước đây em đã có một cái bài test về cái con màu đỏ rồi, thì em này sẽ là cái con màu trắng sữa ha. Đây anh em, cái mặt trên của nó nè. Máy còn khá là đẹp. Phía trước thì chúng ta sẽ có phần ốp nhôm và chơi hai học băng. Hai học băng này thì có thể chơi được hai chế độ, đó là normal, CRO2 và băng metal. Ngay chỗ này sẽ là cái phần ba lăng volume, và đồng thời chúng ta sẽ có 5 bên equalizer. Chúng ta có thể tắt hoặc là bấm tùy chỉnh, hoặc là để một chế độ cân bằng. Ok, em sẽ test tiếp tục cái phần test 2 để cho anh em nghe. Nguyện thề tu cánh bay đi, còn những ngày mặt nồng ân ái, người vội quên hay cố vui chung kỷ niệm xưa, câu ca êm đềm biết người có chơi cái phần radio. Thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần này. Đây, FM đây. Sau đó dò đài này. Chậm nhất là đến ngày 25 tháng 7, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này, hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.